cuộc sống xa hoa không tưởng của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani. Xin chào quý vị và các bạn. Ấn Độ, một quốc gia có tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ với thu nhập dưới 1,9 đô la Mỹ trên ngày, cùng những khu ổ chuột tồn tại ngay giữa lòng thành phố hòa lệ. Thế nhưng, đây cũng là quê hương của rất nhiều tỷ phú hàng đầu, một trong số đó là Mukesh Ambani, người nắm giữ ngôi vị người giàu nhất Ấn Độ và tỷ phú giàu nhất châu Á. Không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có tột bậc, gia đình ông Ambani còn được đặc biệt chú ý bởi tòa nhà đắt nhất hành tinh mang tên Antila ở Mumbai. Tòa nhà có giá trị ước tính lên đến 2 tỷ đô, được vận hành bởi hơn 600 nhân viên. Còn những thứ điên rồ và khó tin nào về cuộc sống xa hoa tột bậc của vị tỷ phú với khối tài sản kếch xù giàu có bậc nhất châu lục này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Tính đến năm 2024, tỷ phú người Ấn Độ Mukesh Ambani hiện là chủ tịch đế chế đa ngành Reliance Industries, sở hữu khối tài sản 116,8 tỷ đô la Mỹ, trải dài các lĩnh vực từ năng lượng đến truyền thông bán lẻ. Ông lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới, đồng thời cũng là người giàu nhất châu Á. Bởi thế, tỷ phú Mukesh Ambani vung tay chi tiêu vô tội vạ không phải là điều đáng ngạc nhiên, thậm chí có rất nhiều khoản chi tiêu không tưởng. Dinh thự của gia đình Ambani có tên là Antilia được xem là một huyền thoại. The Economic Times, tòa nhà này có tới 27 tầng và được coi là một ngôi nhà riêng đắt đỏ nhất thế giới. Đây là nơi ở chính của các thành viên trong gia đình và ước tính Antilia đã tiêu tốn đến 1 tỷ đô la Mỹ, hơn 23.000 tỷ đồng để xây dựng. Antilia được xếp hạng là bất động sản đắt thứ hai trên thế giới, chỉ sau cung điện Buckingham ở Vương quốc Anh. Ngoài những tiện nghi xa hoa như phòng chiếu phim, camera trong nhà và phòng khiêu vũ, gia đình Ambani còn thiết kế một phòng tuyết để tránh thời tiết nắng nóng của Ấn Độ. Tại đây, họ có thể thư giãn với tuyết nhân tạo. Tòa nhà 27 tầng này đòi hỏi một lượng lớn nhân lực để quản lý và dọn dẹp. Gia đình Ambani được cho là đã tuyển dụng tới 600 nhân viên, từ đầu bếp đến nhân viên vệ sinh, phục vụ bàn ăn và huấn luyện viên thể dục. Gia đình tỷ phú này cũng cung cấp chỗ ở cho một số nhân viên, bao gồm cả đội ngũ bảo vệ cho Mukesh. Dinh thự Antilia có một tầng riêng dành cho việc chứa xe của gia đình Ambani. Theo GQ India, tầng này có 168 chỗ để xe. Trong một chương trình truyền hình của Netflix, khán giả đã được chiêm ngưỡng bộ sưu tập siêu xe của gia đình Ambani. Bộ sưu tập này bao gồm những chiếc xe đắt tiền như Mercedes AMG, G63, Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, BMW X5. Tất cả đều được đậu tại cao ốc 2 tỷ đô la Mỹ có tên Antilia của gia đình ở thành phố Mumbai. Trong đó, AMG là chiếc đắt nhất với giá khởi điểm là 170.000 đô la Mỹ, chưa kể chi phí lắp đặt thêm các tính năng an ninh. Đặc biệt là những chiếc siêu xe của gia đình ông Mukesh Ambani đều được bọc lớp chống đạn để đảm bảo an toàn cho các thành viên ở bất cứ đâu. Riêng chiếc BMW 760 Li bọc thép bản tùy chỉnh có giá 1,4 triệu đô la Mỹ, 32 tỷ đồng, một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới. Riêng phí đăng ký cho chiếc xe này là 251.000 đô la Mỹ, tức 5 tỷ đồng. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ở Ấn Độ, ông Ambani được xem là tài sản quốc gia. Ông bắt đầu được hưởng chế độ bảo vệ an ninh đặc biệt của chính phủ sau khi nhận được một bức thư nặc danh đe dọa vào năm 2008. Không chỉ thuê đội bảo vệ riêng, Mukesh Ambani còn được hưởng chế độ an ninh Z+ của chính phủ, chế độ cho các quan chức cấp cao, bao gồm thẩm phán, thị trưởng và chính trị gia. Chế độ này chia thành 4 hạng, trong đó quy định số lượng nhân viên an ninh, loại xe và vũ khí được cung cấp để bảo vệ. Hạng cao nhất là Z+, chỉ dành cho một số trường hợp đặc biệt như Thủ tướng Ấn Độ. Hiện tại, chỉ có 17 người được hưởng chế độ Z+. Với Z+, nhân vật sẽ được bảo vệ bởi 55 nhân viên an ninh, bao gồm ít nhất là 10 nhân viên an ninh quốc gia cấp cao làm việc 24/7. Những nhân viên này được phép mang vũ khí hạng nặng hơn so với nhân viên tại các công ty bảo vệ thông thường. Tuy nhiên, quyết định cho ông Ambani hưởng chế độ an ninh của chính phủ vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận. Chính phủ Ấn Độ bị tố thiên vị giới tinh hoa và cho phép họ mua sự bảo vệ của nhân viên an ninh quốc gia. Trong các hồ sơ gửi tòa án, chính phủ Ấn Độ bảo vệ quyết định này bởi cho rằng ông Ambani đối mặt với các mối đe dọa về tính mạng. Mặc dù được hưởng chế độ bảo vệ 24/7, ông Ambani phải tự trả lương cho các nhân viên an ninh quốc gia cấp cao, ước tính khoảng 22.000 đô la Mỹ trên một tháng, đồng thời cung cấp chỗ ăn ở cho họ. Để thêm yên tâm, tỷ phú này thậm chí còn thuê thêm những nhân viên an ninh quốc gia về hưu để bảo vệ cho mình.
Bên cạnh đó, toàn bộ ô tô của ông đều được bọc thép và có khả năng chống đạn. Với người trong gia đình Albany, ngay cả khoang hạng nhất của máy bay thương mại dường như cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của họ. Theo tờ Mumbai Mirror đưa tin, Mukesh đã tặng vợ là bà Nita một chiếc Boeing Business Jet làm quà sinh nhật. GQ India cho rằng chiếc máy bay này rất lớn, nó được ví như một phòng khách sạn cao cấp trên không. Bên trong là không gian rộng 100m², đầy đủ tiện nghi, bao gồm một văn phòng, phòng ngủ riêng và phòng tắm hiện đại. Để có chỗ chứa máy bay, Mukesh thậm chí không ngần ngại cho xây sân bay ngay trên chính tầng thượng của dinh thự Antilia. Trước khi trở thành vợ của tỷ phú giàu nhất châu Á, ít ai biết rằng bà Nita Albany có xuất thân trong một gia đình trung lưu ở miền Tây Ấn Độ. Bà từng là vũ công Bharatanatyam, vũ điệu lâu đời nhất Ấn Độ. Câu chuyện tình yêu của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Albany bắt đầu từ cuộc hẹn được bố sắp đặt. Vốn là con nhà tài phiệt, vị tỷ phú Mukesh lại không hề xa hoa, phô trương mà luôn toát lên hình ảnh chân thành, giản dị trong mắt đối phương. Trong khi đó, bà Nita với xuất phát điểm là con nhà trung lưu nên rất có thiện cảm với vị tỷ phú Mukesh. Từ khi còn nhỏ, bà Nita vốn đã quen với hình ảnh chân chất giản dị. Bà thường đi bộ, xoay bít hoặc tàu lửa, ăn những món bình dân và mặc những món đồ đơn giản. Vì vậy, khi yêu nhau, bà Nita ép buộc tỷ phú Ấn Độ phải bỏ siêu xe ở nhà, di chuyển tới chỗ của bà bằng phương tiện công cộng. Câu chuyện tình yêu độc đáo và thú vị của ông Mukesh và bà Nita khiến không ít người thích thú. Xuất phát từ gia đình dòng dõi siêu giàu, ông Mukesh lại có thể thay đổi hoàn toàn sở thích, lối sống khi ở cạnh người mình yêu. Tuy có xuất thân bình thường, nhưng bà lại nhanh chóng chiếm trọn trái tim của Mukesh Albany, con trai của tỷ phú Ấn Độ. Bà kết hôn khi chỉ mới 22 tuổi. Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, bà đã chứng minh được tài năng, khẳng định được vị trí của mình trong gia tộc nhà chồng. Không trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh cùng chồng, tuy nhiên bà Nita được cho là người đã góp phần tạo dựng hình ảnh tích cực cho tỷ phú Ấn Độ trong mắt công chúng. Bà Nita là hiệu trưởng trường quốc tế Dhirubhai Ambani, đồng thời là chủ tịch của Reliance Foundation, tổ chức từ thiện trực thuộc tập đoàn Reliance Industry của chồng. Bà Nita cũng là thành viên ban giám đốc của Reliance Jio Infocom, cánh tay viễn thông của tập đoàn dầu khí khổng lồ Reliance Industries. Năm 2016, Nita Ambani được tạp chí Forbes liệt kê trong danh sách những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất ở châu Á. Đệ nhất phu nhân, nhà Ambani còn đồng sở hữu đội Cricket Mumbai Indians nổi tiếng, có nhiều đóng góp trong việc cải thiện sức khỏe, giáo dục ở vùng nông thôn Ấn Độ thông qua các hoạt động từ thiện. Năm 2017, bà nhận giải thưởng Rashtriya Khen Prosahan, danh giá từ Tổng thống Ấn Độ vì những đóng góp của Reliance Foundation trong lĩnh vực giáo dục, sức khỏe. Bà cũng được Bảo tàng Metropolitan ở New York vinh danh vì công việc từ thiện, giáo dục và quảng bá nghệ thuật. Dù luôn dạy các con sống khiêm tốn cũng như thường xuyên làm từ thiện, Nita vẫn biết cách tận hưởng cuộc sống của giới thượng lưu. Vợ của tỷ phú Mukesh Albany nổi tiếng với sở thích mua sắm quần áo đắt tiền, túi sách và sưu tập bộ trà cổ điển. Hiện tại, bà Nita sở hữu bộ ấm trà từ một trong những thương hiệu lâu đời nhất của Nhật Bản, Noritake, có giá khoảng 200.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, Nita cũng có niềm yêu thích đặc biệt với đồng hồ. Nữ doanh nhân nhiều lần bị bắt gặp đeo những đồng hồ khác nhau của các thương hiệu nổi tiếng như Cartier, Bulgari và Gucci. Theo SCMP, một trong những thói quen của vợ đại gia Ấn Độ là không bao giờ đi một đôi giày đến lần thứ hai. Thay vào đó, bà duy trì một bộ sưu tập lớn các thương hiệu giày yêu thích, trong đó có nhiều thương hiệu xa xỉ như Pedro, Jimmy Choo và Marlin. Không dừng lại ở đó, bộ sưu tập son môi của vợ tỷ phú cũng lên đến 50.000 đô la Mỹ. Trong đó, những thỏi son được dát vàng bạc cũng được bà Nita sở hữu. Có một người cha giàu có bậc nhất châu Á, hậu duệ của tỷ phú Mukesh Albany, hiển nhiên cũng có một cuộc sống không khác gì hoàng tử công chúa. Cô con gái lớn nhất của ông, Isha Albany, được xem là người thừa kế đế chế kinh doanh của gia tộc trị giá tỷ đô. Isha đã hoàn thành chương trình tú tài quốc tế vào năm 2008, nhận bằng đại học chuyên ngành tâm lý học và nghiên cứu Nam Á tại Đại học Yale vào năm 2014. Sau đó, cô làm chuyên gia phân tích kinh doanh tại công ty tư vấn quản lý McKinsey & Company. Năm 2014, Isha được đưa vào ban giám đốc Reliance Industry Ltd, trở thành giám đốc khi mới 23 tuổi. Cô có đam mê nghệ thuật, kinh doanh, kinh tế và các vấn đề quốc tế. Isha có mặt trong danh sách những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn vào năm 2015
và đứng thứ hai trong danh sách những người thừa kế tỷ phú trẻ nhất, cũng do tạp chí này bình chọn vào năm 2008. Ước tính hiện tại, khối tài sản của cô vào khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Tháng 4 năm 2016, ai nữ nhà tỷ phú giàu nhất châu Á ra mắt hãng bán lẻ thời trang trực tuyến Azio. Azio là công ty con của Reliance Retail do Isha trực tiếp điều hành quản lý cũng như xây dựng thương hiệu. Isha nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh từ khi sinh ra. Cô sở hữu bộ sưu tập trang sức kim cương, ngọc lục, đá quý đổ sộ, yêu thích lối sống tiệc tùng. Nhắc đến Isha, không thể không nói đến đám cưới xa hoa trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ của cô vào cuối năm 2018. Cô gái 28 tuổi lên xe hoa cùng doanh nhân Adnan Piraman, 34 tuổi, người thừa kế tập đoàn bất động sản và dược phẩm Piraman. Theo DNA India, Isha Albany có sở thích lái những chiếc ô tô đắt tiền. Bộ sưu tập xế sang của cô có chiếc Mercedes-Benz E-Class Cross trị giá khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ, Bentley Bentayga hơn 480.000 đô la Mỹ hay Aston Martin Rabbit gần 400.000 đô la Mỹ. Isha cũng ưa chuộng trang sức kim cương và ngọc lục bảo đắt giá. Cô từng diện vòng cổ kim cương thiết kế riêng được cho là có giá trị hơn 20 triệu đô la Mỹ tại một số sự kiện. Vợ chồng Isha đón cặp song sinh Krishna và Aditya chào đời vào cuối tháng 11 năm 2022. Hai đứa trẻ có tủ đồ chứa đầy quần áo từ các thương hiệu xa xỉ, bao gồm Gucci, Loro Piana và Dolce & Gabbana, cùng nhiều đồ chơi đắt đỏ. Tiệc cưới của cô được tổ chức tại biệt thự đắt thứ hai thế giới, Antilia, với sự góp mặt của các khách mời VIP như cựu ngoại trưởng và đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton, Nick Jonas và Beyoncé. Theo Bloomberg, danh sách khách mời dài đến nỗi hai bên gia đình Albany và Piraman phải sử dụng đến ít nhất là 5 khách sạn 5 sao gần đó và một ekip hậu cần hùng hậu được lập ra từ Mumbai để quản lý số khách này. Để tri ân thành phố này, gia tộc Albany mua thức ăn đủ ngày 3 bữa cho 5.100 người trong vòng 4 ngày. Sau khi kết hôn, vợ chồng Isha sống trong biệt thự sang trọng rộng gần 50.000m2. Căn nhà nằm ở khu dân cư nổi tiếng Worli, phía nam thành phố Mumbai, nhìn ra biển Ả Rập và cầu vượt biển Bandra, Worli. Biệt thự là quà cưới mà bố mẹ của Anand tặng cho vợ chồng con trai. Gia đình Piraman mua căn nhà với giá được cho là 62 triệu đô la Mỹ vào năm 2012. Bên trong dinh thự có những đèn chùm kim cương, khu vườn xinh đẹp, bãi đỗ xe có sức chứa 20 chiếc xe hơi sang trọng. Hậu kết hôn, Isha cũng thường xuyên cùng chồng đi du lịch tới những địa điểm sang chảnh và đắt đỏ trên thế giới. Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, người ta thấy được nhan sắc ngày càng lên hương của Isha. Không thích trang điểm hay làm tóc quá cầu kỳ, Isha hầu như chỉ trung thành với mái tóc đen dài xoăn nhẹ. Tuy nhiên, cách ăn mặc của cô lại ngày càng đẳng cấp và thời thượng hơn. Xuất hiện tại dạ tiệc Met Gala đình đám thế giới hồi tháng 5 năm 2019, Isha diện một chiếc đầm xòe màu tím, được đính kết vô cùng cầu kỳ của nhà thiết kế Prabhan Kurung. Đứng cạnh nhiều nhân vật đình đám trong làng giải trí, nhưng nàng tiểu thư không hề bị lu mờ, thậm chí còn chứng tỏ được đẳng cấp nhan sắc và thần thái. Trang cá nhân của Isha cũng không thiếu những hình ảnh ăn chơi tiệc tùng, đúng kiểu là rich kid tại tòa nhà chọc trời Antilia 27 tầng, có giá trị khoảng 1 tỷ đô la Mỹ của gia đình ở Mumbai. Akash Albany, em trai sinh đôi của Isha Albany cũng không hề kém cạnh. Anh có bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Brown, Mỹ. Anh gia nhập tập đoàn Reliance vào năm 2014 và hiện quản lý lĩnh vực viễn thông của đế chế kinh doanh gia đình. Theo India Times, mức lương hàng năm của Akash ước tính là hơn 650.000 đô la Mỹ. Giá trị tài sản ròng của cậu cả nhà Albany được cho là 40,1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019, Akash kết hôn với người yêu thời trung học Sloka Mehta, ai nữ nhà tỷ phú kim cương Ấn Độ. Đám cưới xa xỉ của cặp đôi kéo dài 3 ngày, với sự tham gia của hàng loạt khách mời nổi tiếng, quyền lực ở Ấn Độ và thế giới. Sau hôn lễ hoành tráng, vợ chồng Akash Sloka sống cùng gia đình trong dinh thự Antilia ở Mumbai. Đây là tư gia lớn nhất Ấn Độ, có 27 tầng, rộng 400.000m2 với 3 sân bay trực thăng, 9 thang máy, 1 rạp hát 50 chỗ, 1 gara chứa được 168 ô tô, spa, phòng trượt tuyết. Giá trị ước tính của tài sản này là hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Akash Albany sở hữu nhiều mẫu xe hơi sang trọng với mức giá đáng kinh ngạc. Theo DNA India, chiếc SUV Lamborghini Urus trị giá khoảng 483.000 đô la Mỹ là một trong số xe cưng của con trai lớn nhà Albany khi anh thường lái nó quanh Mumbai. Anh cũng yêu thích chiếc Range Rover Evoque
có giá 217.000 đến 480.000 đô la Mỹ, hay chiếc Bentley Bentayga hơn 480.000 đô la Mỹ. Akash và Shloka cũng là những tín đồ của thời trang xa xỉ. Họ nhiều lần được trông thấy diện trang phục từ các thương hiệu cao cấp như là Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermes. Shloka cũng sở hữu chiếc vòng cổ kim cương có giá trị tới 54 triệu đô la Mỹ. Theo DNA India, đây là một quà cưới cô nhận được từ mẹ chồng, bà Nita Ambani. Anand Ambani, con trai út của người giàu nhất châu Á, cũng nối tiếp anh chị của mình với những thành tích khủng. Anh đứng đầu các doanh nghiệp năng lượng của đế chế Reliance, đồng thời quản lý các hoạt động toàn cầu của tập đoàn này trong lĩnh vực năng lượng xanh và tái tạo. Mức lương hàng năm của anh ước tính là vào khoảng 507.000 đô la Mỹ. Giá trị tài sản ròng của Anand được cho là khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Anh từng đi du học Mỹ và tốt nghiệp đại học Brown. Theo Financial Express, tài sản giá trị nhất mà Anand đang sở hữu là biệt thự bên bờ biển trên đảo Palm Jumeirah ở Dubai, UAE, trị giá 80 triệu đô la Mỹ. Đây là ngôi nhà đắt nhất ở Dubai với 10 phòng ngủ, spa riêng và hồ bơi cả trong nhà lẫn ngoài trời, với tầm nhìn ngoạn mục nhìn ra vịnh Ba Tư. Giống như các thành viên trong gia đình, Anand sở hữu nhiều xe hơi sang trọng. Bộ sưu tập ô tô của anh có thể kể đến như Range Rover Evoque, BMW i8 hay Mercedes-Benz G63 AMG. Ở Ấn Độ, đầu tháng 3, cặp đôi được gia đình tổ chức tiệc trước đám cưới hoành tráng, thu hút sự chú ý khắp thế giới. Có 3 người con ưu tú, thành công, và giờ đây, sau khi những người con của ông lập gia đình riêng, cháu của ông Ambani cũng đang trở thành tâm điểm của truyền thông Ấn Độ và thế giới. Cháu của tỷ phú Mukesh Ambani bao gồm Prithvi Ambani, sinh năm 2020, con trai của Akash Ambani và cặp song sinh Krishna Andiya Priman, sinh năm 2022, con của Isha Ambani và chồng Anand Piraman đều có cuộc sống xa hoa, đầy ngưỡng mộ với trường học riêng, các bữa tiệc xa hoa, hàng hiệu và mọi điều kiện tốt nhất để phát triển. Dù không công khai nhưng truyền thông Ấn Độ cho biết vào thời điểm Prithvi ra đời, tỷ phú Ấn Độ đã bố trí hàng loạt siêu xe, người đảm bảo an ninh 24/7 tại bệnh viện để đón cháu trai về. Với cặp song sinh Krishna và Adiya, ngay sau khi ra đời, một số món quà đắt đỏ mà ông Mukesh và bà Ambani chuẩn bị cho cháu như hai chiếc tủ quần áo được thiết kế riêng, dát vàng, được trang trí bằng giấy in hình khinh khí cầu và tên của hai đứa trẻ đã được chuẩn bị. Business Today cũng cho biết, Mukesh và Nita Ambani cũng đã cho xây dựng hai vườn ươm ở Karuna Sinhu và Antilia với nội thất từ các thương hiệu như Loro Piana, Hermes và Dior cung cấp dành cho các cháu của mình. Để đánh dấu sinh nhật đầu tiên của Prithvi vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, dinh thự của gia đình Ambani và Jamangar được trang hoàng lộng lẫy. Đồng thời, nhà Ambani cũng điều riêng một máy bay phản lực tư nhân chỉ để chở khách mời đến Ấn Độ, theo Bollywood Shadis. Không chỉ vậy, gia đình tỷ phú Ambani cũng chi số tiền khổng lồ để mời các đầu bếp nổi danh quốc tế đến để phục vụ sự kiện và thậm chí là ca sĩ nổi tiếng Arish Singh, một ca sĩ nổi tiếng tại Ấn Độ. Vào thời điểm tổ chức bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi cho cháu trai cả, để đảm bảo an toàn, gia đình Ambani đã yêu cầu các khách được mời đến dinh thự của gia đình và cách ly 5 ngày trước sự kiện. Và tất nhiên, giống như bao bữa tiệc hoành tráng khác của nhà Ambani, toàn bộ 120 khách, bao gồm tài phiệt, vận động viên thể thao, diễn viên ca sĩ nổi tiếng đều có mặt để cùng nhà Ambani chào đón dịp đặc biệt này. Để có được cuộc sống vương giả và khối tài sản khổng lồ như ngày hôm nay, ông Mukesh Ambani đã trải qua một quá trình dài. Bắt đầu sự nghiệp, Mukesh Ambani tham gia quản lý và phát triển các dự án sản xuất sợi polyester và hóa dầu cho tập đoàn Reliance Industry Limited. Sau khi tiếp quản vị trí lãnh đạo, ông đã dẫn dắt tập đoàn đạt được nhiều thành công đáng kể. Không lâu sau, Reliance trở thành một tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực như dầu khí, viễn thông và bán lẻ. Tại lĩnh vực dầu khí, Mukesh Ambani đã tạo ra một sự thay đổi toàn diện bằng việc xây dựng các nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ tại Jamangar. Những nhà máy được coi như các trung tâm tích hợp với hệ thống hóa dầu, phát điện và cảng. Nhờ vào việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tập trung vào các tài sản bền vững, Mukesh Ambani đã giúp Reliance Industries giữ vững vị thế của mình trong ngành dầu khí và năng lượng. Tại lĩnh vực viễn thông, Mukesh Ambani đã dẫn dắt tập đoàn mua lại Infotel Broadband Service Limited và sáng lập Reliance Jio Infocom Limited. Dưới sự dẫn đầu của Mukesh Ambani, Jio đã đột phá thị trường viễn thông Ấn Độ bằng cách cung cấp dịch vụ viễn thông 4G với giá cước hợp lý và chất lượng cao.
trong ngành bán lẻ, ông đã thành lập Reliance Retail, một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Ấn Độ, với định hướng mang tới người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng. Mukesh Ambani đã tạo nên thông qua một mạng lưới cửa hàng bán lẻ phong phú và đa dạng. Đỉnh cao sự nghiệp của Mukesh Ambani phải kể đến năm 2005 khi ông tiếp quản tập đoàn sau khi cha mất. Tại thời điểm đó, Reliance Industries đã là một doanh nghiệp lớn trong ngành hóa dầu tại Ấn Độ nhưng chưa có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Tuy nhiên, sự lãnh đạo tài ba của ông đã thay đổi mọi thứ. Một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của Mukesh Ambani là dự án Jio, một mạng viễn thông hoàn toàn mới mẻ, ra mắt vào năm 2016. Dự án này đã gây sốc cho ngành viễn thông Ấn Độ bằng cách cung cấp dịch vụ với giá cước rẻ hơn và chất lượng cao hơn. Điều này đã giúp Reliance Industries trở thành công ty dẫn đầu trong ngành viễn thông. Cùng thời điểm đó, Mukesh Ambani đã mở rộng sự ảnh hưởng của mình vào lĩnh vực bán lẻ. Reliance Industries đã chiếm vị trí độc tôn nhiều ngành bán lẻ tại Ấn Độ, tạo ra một thế lực mạnh mẽ trong thị trường nội địa. Ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nền kinh tế bị suy thoái, nhiều công ty bị phá sản, ông vẫn có thể huy động vốn và dẫn dắt Reliance Industries từng bước phát triển. Với việc mua cổ phần mảng bán lẻ của Reliance Industries, Mukesh Ambani tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong thế giới kinh doanh. Sự nghiệp ấn tượng và tầm nhìn đột phá của ông đã góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế Ấn Độ và đưa ông trở thành một biểu tượng doanh nhân thành công toàn cầu. Thành công là vậy, nhưng cuộc sống của Mukesh Ambani lại dính tới cuộc chiến gia tộc với người em trai Anil Ambani. Cuộc chiến gia đình và tranh đấu quyền lực kéo dài ngay từ khi hai anh em làm việc trong tập đoàn Reliance. Đỉnh điểm là khi ông Dhirubhai Ambani, cha của Mukesh Ambani, qua đời. Mukesh Ambani đã sử dụng tầm nhìn và chiến lược kinh doanh táo bạo của mình để xây dựng các dự án mới như Reliance Retail và Reliance Jio. Ông đã thúc đẩy việc mở rộng hoạt động kinh doanh dầu khí cốt lõi và tận dụng tiềm năng lớn trong lĩnh vực viễn thông. Trong khi đó, Anil Ambani đã gặp khó khăn với việc mở rộng vào các lĩnh vực không liên quan và gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý nợ. Mặc dù đã có thời kỳ hòa bình sau khi chia tài sản công ty, nhưng sự căng thẳng và cạnh tranh không ngừng trong kinh doanh đã làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng, sự cạnh tranh của hai anh em không chỉ thể hiện sự biến đổi của gia đình và doanh nghiệp, mà còn là hình ảnh về sự cạnh tranh và đổi thay trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt của Ấn Độ. Bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, gia đình tỷ phú Ambani đang triển khai kế hoạch xây dựng sở thú lớn nhất thế giới tại Gujarat, nơi gia đình này đang sinh sống. Theo ông Pariman Nathwani, giám đốc công ty Reliance, khu phức hợp bảo tồn động thực vật dự kiến mở cửa vào năm 2023. Theo kế hoạch, khu bảo tồn sẽ nuôi các loài động vật quý hiếm như rồng Komodo, báo săn, chim quý. Sở thú sẽ nuôi giữ hơn 100 loại động vật, chim, bò sát khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Dự án này được thực hiện trên khu đất rộng 280 mẫu Anh, 113 hectare, gần dự án lọc dầu tại Moti Khafdi. Bà Rebecca Gotch, giám đốc nghiên cứu tại Camden Well, cho biết, gia tộc giàu nhất châu Á dư thừa sức mạnh kinh tế để đổ tiền vào những dự án tưởng chừng như là kỳ quặc. Đầu tư vào không gian công cộng giúp hình ảnh của gia đình và tập đoàn họ đẹp hơn. Nó cũng khẳng định vị thế của giới giàu có và củng cố các di sản của gia tộc trong tương lai. Bà nói, tài năng của tỷ phú Mukesh Ambani là điều không thể chối cãi khi có thể xây dựng một đế chế hùng mạnh như Reliance Industries Limited, làm rạng danh đất nước Ấn Độ. Với khối tài sản khổng lồ ông đang nắm giữ, việc ông vung tiền cho những thú vui xa xỉ hay những món đồ giá trên trời là điều hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt là những món quà dành tặng cho người thân yêu. Và video của hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Đừng quên ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại!